để ăn mọi thứ ở trong thành phố này. Eo ơi, sao cậu ấy há mồm to thế? Cậu tưởng ấy, mình cậu có mồm to nhất hành tinh này á? Mồm tớ cũng to đây này. Cái gì? Không được, tớ mới là mồm to nhất thành phố này nhá. Mồm tớ to hơn chứ, phải là mồm tớ to nhất thành phố này luôn. Được rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng thi xem là mồm ai là mồm to nhất. Được, được thôi, vậy thì chúng mình sẽ cùng thi nhá các bạn nhá. Yeah, các bạn ơi, vậy là để chứng minh mình có cái mồm to nhất và độc nhất thế gian này, thế nên là mình sẽ chơi cái game thố nè chấm io các bạn nhá. Cái game này thì lần trước mình đã chơi một lần rồi, thế nhưng mà lần này hoàn toàn đặc biệt hơn, đó là mình đã sở hữu rất nhiều miệng hố. Và nếu các bạn là fan chân chính của Hà Sam thì đừng quên cho Hà Sam một like, một đăng ký và nhớ chia sẻ kênh để ủng hộ Hà Sam mở ra hàng loạt các hố lẻ chấm io các bạn nha. Yeah, các bạn ơi, đây chính là trang chủ của một cái game hố lẻ chấm io này các bạn ơi. Ok, tên của mình đó chính là dân chơi người rơi. Ok, nghe thấy cái tên là biết là mình có thể bay được đúng không, mặc dù là mình chỉ gọi là bay tà tà trên mặt đất thôi các bạn ạ. Ok nha, thì bây giờ mình sẽ vào game luôn. Oh yeah, đi thôi. Bây giờ là mình đang ở trong thành phố nè các bạn ơi. Rồi bây giờ let's go. Rồi cái tên dân chơi người rơi của mình ý là bây giờ cái lái không dịch được ra, đây là bị mất rất nhiều chữ nè các bạn ơi, nhưng mà không thể nào mà ấy mất được đi được cái chất chơi của mình các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi ăn nha. Ui, ăn cột đèn nè, mình đi ăn rất nhiều thứ luôn. À, ở đây là có một cái con người này các bạn ơi. Ui dồi ôi, cái này nó rơi là mình không ăn được. Ê, đi đâu đấy, đi đâu đấy chị ơi. Rồi vào đây, mình chỉ có 2 phút để trở thành người chiến thắng thôi các bạn nhá. À, cái cột đèn này được đấy, cái cột đèn này được đấy. Đè 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 đè. Ui dồi ôi, cái hố rác. À, đây là hố cống các bạn ạ. Ui dồi ôi, yo. Ui con người nè. Ui dồi ôi, ở bên này có cái con gì nó đang đuổi mình nữa các bạn ơi. Cái hố này là cái hố gọi là hố xác ướp các bạn ạ. Rồi ok, dân chơi người rơi mà mình sợ gì xác ướp, mặc dù mình thấy thì mình hơi hốt thôi. Với lại mình chạy thì gọi là bản năng nữa các bạn ơi. Ui, bây giờ là mình đi được ô tô. Ui, cái gì đây? Hết giờ các bạn ơi. Tiếp tục nè. Ui, bây giờ hết 1 phút rồi, mình sẽ chỉ có 2 phút để giành chiến thắng thôi các bạn ơi. Oh yeah. Con người nè, con người. Ui, đây ở đây là đang tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nè. Rồi, em không biết là thành phố này đang bị những cái hố này là đang chiếm giữ. Ok. Mấy cái bạn của mình đâu nhỉ? Bây giờ là mình xếp thứ mấy đây? Ui, mình xếp thứ 6 các bạn ơi. Ôi trời ơi, sao mình xếp ít vậy? Ui, ở đây có mấy cái ô tô, mình nghĩ rằng là mình ăn những cái ô tô này là nó sẽ nhanh lớn hơn đấy các bạn. Mặc dù thì là mình lớn hơi chậm ấy. À đây, con người, con viên. Rồi, mình xem vào đây, mình ăn hết nè, xem có cái gì để ăn hết nào. Ui, có cái con đầu heo kìa, nó đuổi mình hay sao? Ui, không phải, nó không đuổi mình các bạn ơi. Rồi, nó không phải đuổi mình các bạn ơi. Rồi, ok, mình đi. À, ở đây có tòa nhà. Ui, mấy cái ông này còn đang nhảy ở trên này. Ok, con người nè. Ui, gần hết rồi các bạn ơi. Yeah. Vâng, đã hết giờ và dân chơi người rơi đứng hẳn tận thứ 5. Rồi, gần bát các bạn ạ. Rồi lại nhá. Lần trước em mở cái skin này là toàn thua thôi các bạn ơi, hơi bị xấu hổ ấy. Thì bây giờ mình sẽ thử xem là có cái skin nào đặc biệt hơn không nha. Ok, trái tim này. Ui, ui ở đây còn có con chuột này. Ui, ui. Cái con này nhiều răng này các bạn ơi. Con này được ấy. Được rồi, mình sẽ chơi cái con nhiều răng này xem là nó có chất chơi hơn bình thường các bạn nhá. Ok, play. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi trời ơi, các bạn ơi, loạn hết cả thành phố này rồi. Có rất nhiều người mà mồm nó cũng giống mình các bạn ơi. Ôi, hồi nãy mình có một cái vương miện các bạn ơi. Ôi, con người đang nhảy múa điên loạn ở đây. Không biết là đang sợ. Ôi, trời ơi, nó chạy, nó đuổi mình nè các bạn. Ôi trời ơi, con này nó đuổi mình. Chạy rồi anh ơi. Các bạn ơi, cái con màu tím hay con màu gì mà không ngờ mà nó đuổi
quệ mình gì mà ác liệt thế các bạn ơi. Trời ơi, chạy vào đây, chạy vô mồm em hả anh ơi. Wow, mồm mình nhá, nhiều răng như thế này mà mình không chiến thắng thì hơi phí các bạn. Ui, nó đuổi à. Rồi các bạn ơi, mình sẽ đẹp vào đây. Ôi, ơi, cái con này nó to. Ui các bạn ơi, mình nghĩ là cái con bé xíu mà mình lao hẳn vào mồm của con to thì lấy đâu mà nó chả thua các bạn. Mặc dù mồm mình hơi bị nhiều răng luôn ấy, nhưng mà cuộc chiến này là một cuộc chiến vô cùng khắc nghiệt. Ê, mình sẽ quyết tâm phục thù các bạn nhá. Bắt đầu. Ui giời ơi, mình còn không nhìn thấy mình đâu các bạn ơi. U, ở trong này đông dã man luôn các bạn ạ. Mình thì rẽ ra đây đi. Ơ, con người này. Ô, bây giờ mình sẽ ăn những cái thứ này trước đi. Ơ, yeah. Đây, con người nè. Ô, ai ư. Lúc thì mình đứng đầu các bạn ơi, lúc thì mình đứng thứ hai luôn nè. Ôi, bây giờ là mình đứng đâu không biết. Rồi các bạn ơi, mấy cái bạn to to kia là không hiểu sao các bạn đấy tìm được nhiều thức ăn quá ấy, các bạn. Mà nãy từ đấy giờ mình chả nhìn thấy đâu luôn ấy. Không biết là mình bây giờ mình ăn được cái gì chăng. Mồm mình thì hơi bé, bây giờ nhiều răng nhưng mà mồm vẫn hơi bé các bạn ạ. Chưa thể nào mà ví dụ như là ăn được nhà hay là ô tô gì ấy, mà từ nãy giờ người thì thấy ít lắm các bạn ơi. Ui giời, ăn thùng rác các bạn ạ. Ui giời, người chạy ơi da. Chạy đi đâu cho thoát đây. Rồi mình ăn bên này nè, mình ăn này. Ui ô tô, bây giờ mình ăn được ô tô rồi. À yeah. Ui mình ăn được ô tô rồi các bạn ơi. Rồi ui, ô tô này to quá lại không ăn được. Rồi mình sẽ đi ở đây. Ý, ui nhúc nhích. À dạ, vào đây. Rồi ok. Đấy. À, trời ơi. Đang hồn nhiên đi ăn ở bờ biển mà tự nhiên có cái con zombie ấy các bạn ạ. À. Nó đến nó quạt cho mình một phát là mình ngã luôn. Ôi yeah, các bạn ơi, bây giờ mình chơi ở một phiên bản đặc biệt hơn các bạn ạ. À. Ở bên này là có biển, có hồ bơi, có hoa cỏ, cây cành, cây lá các kiểu nha các bạn nha. Rồi mình sẽ ăn nha. Mình sẽ ăn nè. Rồi lên đây. Rồi. Ok. Ui, ở đây ít đồ thứ để cho mình ăn lắm các bạn ơi. Biển mà. Ui, có con to thế rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Xong. Rồi các bạn ơi, bây giờ lại là vào cuộc chiến rồi các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ ơi, con người này, cái cây này. Ui giời ơi, toàn đổ ngang đổ dọc thôi các bạn ơi. Mà mồm mình thì bé nữa, làm sao mà đổ được. Ok, vào mồm mình nó không vừa. Đấy, toàn đổ ngang đây. Rồi. Ui giời ơi, khó này các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ đi ăn nha. Rồi, ăn những cái bé này các bạn ơi. Rồi bây giờ bên này có công viên này các bạn ơi. Yo. Khi mà mình ăn được ở công viên này thì mình ăn được rất nhiều đồ này các bạn ơi. Rồi vào đây. Wow, mình to hơn rồi nè. Rồi mình ăn sạch sẽ ở đây luôn nha. Riêng ăn ở đây xong ấy là mình thấy nó no rồi đấy các bạn ơi. Rồi sân chơi người chơi bây giờ đang ở level 5. Level 6 rồi các bạn ơi. Ok. Ui ui các bạn ơi, bây giờ mình đang được đeo cái vương miện rồi các bạn ơi. Không hổ danh là nhiều răng các bạn ạ. Nhiều răng. Ok, mình sẽ ăn được ngôi nhà rồi nè. Nhưng mà khi mà mình to thì mình đi hơi chậm. Mình sẽ đuổi theo cái bạn heo. Ôi dồi ôi, bạn cá mập này này. Út đầy ở đây có một bạn kiểu như là có sừng các bạn ạ. Con đuôi mình ăn mất rồi. Yeah. Còn bạn nào không ta? Ở đây có bạn cá heo. Bạn cá heo này. Ui, cái bạn cá heo này không biết mình có ăn nổi không ta. Thôi, mình sẽ phải cố gắng nha để ăn bạn đấy nha. Rồi. Skin khác nè. Ui, ở đây có rất nhiều skin hay đặc biệt này các bạn ơi. Ui, đây hình như là kiểu zombie các bạn ạ. Hay là cá sấu hay cá mập gì ấy. Ui, đây là cái nồi à. Ui, cầu vồng này khá là đẹp này các bạn ơi. Ui, có cả em heo nè. Rồi ok. Ui, em heo, em chuột, em hổ. Rồi, để xem nào. Em này cũng khá là ngầu đấy các bạn ơi. Ui, cái em này cũng đẹp này. Cái em này là kiểu như là người rơi các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ lấy em này nha. Dân chơi người rơi thì phải chọn đúng em người rơi là đúng rồi. Ok. Rồi, ở đây còn có cả voi ma mút này các bạn ơi. Khi mà go một phát thôi, 1, 2, 3, 3, 2, 1, let go một phát thôi là bao nhiêu vậy là các bạn là
là sồ ra, gọi là ăn tứ tung hết các bạn ạ. Ok nha, thì bây giờ mình để xem. Ui, con người. Íu, bạn này ăn mất rồi, con người rồi. Ok, để mình đi nào. À, bên này có con người này các bạn ơi. Rồi, bên này đây này. Rồi, mấy người ở đây đang kiểu như là nhảy múa tập thể dục thể thao sao để nâng cao sức khỏe. Ok, ôi ôi, đến đây rồi mà vẫn còn không nhìn thấy mình các bạn ạ. Ôi, đây. Vào đây. Rồi, ok, yo. Bây giờ mình đi nha, để xem là đi vào thành phố thế nào. Wow. Ui, trời ơi, có mấy cái bạn này to thôi các bạn ơi. Ui, chạy nhanh cực kỳ. Chất chơi người rơi đã bị rơi vào mồm người khác. Không, bây giờ không chơi chất chơi người rơi nữa các bạn ơi. Để mình xem và chọn cái khác sao nhá. Uầy, ngọn lửa này có vẻ hùng hồn này. Mình sẽ chọn ngọn lửa này xem sao. Ok. Wow. Lửa này như kiểu là lửa địa ngục ý các bạn ơi. Không biết đây là cái lửa này là có thể giành giải nhất được không ta. Ok, 3, 2, 1, let's go. Rồi, lao phi ác liệt luôn này các bạn ơi. Rồi, ok. Ui dồi, nó lại rơi ngang các bạn ạ. Ok, khói mù mịt nghi ngút này, nhưng mà không biết là có ra gì trò chống gì không. Sao mà mình ăn toàn ăn phải cái này, nó bị ngang, rơi ngang ra các bạn ơi. Oh yeah. Ui, đây, công viên này thường có nhiều người lắm nè. Ui, mình mà ăn được hết công viên này á, thảm nặng. Ui trời ơi, các bạn ơi, mình quên mất rằng là ấy, ở công viên có nhiều đồ ăn, nhưng mà ở đấy thì cũng có nhiều đối thủ lắm. Bây giờ mình đang ở một cái kiểu như là mô hình khác rồi các bạn nha, ở một vùng khác rồi. Oh yeah, hy vọng là vùng này là mình sẽ kiếm được đồ ăn nè các bạn ơi. Rồi, ok, chưa gì đã 3, 2, 1, let's go. Ok, nè, ở đây nè, xem nào. Ui, ở đây có người nè, các người này. Cây cỏ, ăn cỏ, cây cỏ là mình bây giờ mình vẫn ăn được cây cỏ các bạn nha. Rồi, ok, hoa hết các thứ là mình ăn được hết nè. Oh yeah. Ok, rồi, cây to này là mình cũng ăn được rồi nè. Ui, cây dừa các bạn ạ. Cây dừa. Ui, có con này nó đuổi mình nha các bạn ơi. Thế là mình đã mẻo rồi các bạn ơi. Rồi, cố lên nào. Vào thành phố có vẻ dễ thở hơn đó các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi thẳng vào thành phố nha. Nào, dân chơi người rơi cơ mà. Đặt cái tên chất như vậy cơ mà. Mà lại thua thì quá nhục. Quá nhục nha. Các bạn ơi, quá nhục. Ok, đã có một cái bạn đuổi mình rồi này các bạn ơi. Rồi, mình sẽ bình tĩnh. Mình sẽ bình tĩnh nha các bạn nha. À, bây giờ mình to hơn một xíu rồi. Bây giờ mình to hơn rồi này. Ui, người mình còn có thể bắn đất điện nữa cơ các bạn ơi. Chất ơi là chất. Rồi, ui, người to bây giờ mình ăn được xe. Ui, mình ăn được xe luôn. Yeah, mình ăn được xe luôn rồi các bạn ơi. Hạnh phúc quá, mồm mình bây giờ gọi là siêu to rồi. Bây giờ là mình đứng ở thứ mấy đây? Ui dồi ôi, mình đứng thứ 4 các bạn ơi. Mình đứng thứ 4 rồi. Bây giờ mình sẽ xem là có cái gì để có thể ăn được các đối thủ khác nha. À không, bây giờ mình đứng thứ 4 các bạn ạ. Mình vẫn còn ở level nó thấp. Mồm mình chưa to để nhai được đối thủ, mà mình sẽ rơi vào mồm đối thủ ngay lập tức. Thế nên là mình sẽ phải tránh ra. Khi nào mà mình to hơn đối thủ một tí thì mình mới có thể tấn công đối thủ được. Ok. Rồi. Wow, bây giờ mình to. Wow. Đấy, bây giờ mình ăn được nhà rồi nè. Các bạn ơi, bà con ơi, tôi ăn được nhà rồi nè. Úi giời ơi, mặc dù hơi mắc nghẹn. Nè, mắc nghẹn quá. Wow. Ui các bạn ơi, đây cái bạn kia. Cái bạn kia đang ở đứng thứ level 11, mình đứng thứ level 10 các bạn ạ. Ơi, mình đứng thứ 2, còn bạn đấy đứng đầu tiên. Ui, cẩn thận vào mồm bạn đấy giờ ấy, tại vì bạn đấy có to hơn mình. Mình sẽ cố gắng ăn nhá, ăn hết tất cả mọi thứ nè, xong bắt đầu mình sẽ quay lại ăn bạn đấy nhá. Ơi, đây nè. Ui, cùng level 13 như nhau rồi các bạn ơi. Wow, mình to hơn bạn đấy rồi. Đây nè các bạn ơi, mình to hơn bạn đấy rồi, mình to hơn rồi. Ui, hai người lại cùng level 14 rồi. Ui, không biết là mình có thể ăn. Ui, bạn đấy to hơn mình. Ui, bạn đấy có thể ra biển. Tại sao bạn đấy có thể ra biển?
biển mà mình không thấy ra biển nhỉ các bạn. Bởi vì kiểu khi là mình ra biển là bị điện giật luôn nhỉ các bạn. Ok, đấy thì mình lại ăn trong nhà nha, mình ăn ở trong thành phố này thôi. Và bây giờ mình đang ở level 17, còn bạn đấy đâu? Bạn đấy level 15 rồi. Mình level 18 rồi đây này, mình chả sợ gì. À đây, yeah! Mình ăn được bạn đấy rồi.